chào yeah, quý vị và các bạn hôm nay mình sẽ review một cái uh, máy xông tinh dầu máy dùng pin thì um, cái việc mà xông tinh dầu á hoặc hay còn gọi là khuếch tán tinh dầu á là nó sẽ tạo ra mùi hương mùi thơm giúp mình khử mùi cái mùi hương này nó cũng thoang thoảng thôi ha và giúp mình giảm stress nữa ok chiếc máy này có thể sử dụng để xông tinh dầu hay còn gọi là khuếch tán tinh dầu á uh, dầu thơm dùng cho gia đình nè à như là dùng trong phòng làm việc, dùng cho phòng khách hoặc là phòng ngủ hoặc là dùng ở trong phòng tắm toilet và mình còn sử dụng được ở trên xe ô tô nữa. Thì cái chiếc máy mà mình review hôm nay á thì mình cũng sử dụng được thời gian rồi, máy này thì mình mua ở trên mạng nó không có thấy cái nhãn hiệu, Thực ra là nhãn hiệu nó là uh, chữ chữ Trung Quốc. Ban đầu thì mình cũng phân vân nhưng mà xem review của những người mua thì mình thấy đánh giá cũng khá là tốt về hình dạng của máy cũng khá là đẹp và giá cả cũng hợp lý nên mình mua mình mua chiếc máy này có kèm theo 3 lọ tinh dầu đó là tinh dầu xả chanh bạc hà và oải hương mỗi lọ là 10 ml với giá tổng cộng là 648 000 bốn thì link sản phẩm mình sẽ để bên trong phần mô tả để các bạn cần thì có thể tham khảo nếu mà chỉ mua máy thì giá khoảng 590 590 máy 600 á Theo mình thì các bạn có thể chỉ mua máy thôi Vì ba cái lọ tinh dầu mà tặng kèm á Thì mình không có quen cái mùi Nên chủ yếu mình uh, dùng để xong ở trong phòng tắm toilet thôi Mình uh, không dùng trong phòng làm việc Và cũng uh, không dùng trong phòng khách luôn Với phòng khách phòng làm việc á Thì mình đang dùng cái loại tinh dầu Có cái uh, hương là hương trà xanh mình mua riêng mình mới dùng cái máy này được khoảng vài tuần thôi cho nên về độ bền thì mình chưa có đánh giá được các bạn chỉ là mình review nhanh về cái cảm nhận mình sử dụng thôi mình thấy sao thì mình nói như vậy ha mình cũng chưa có gặp cái lỗi gì rồi trước tiên thì mình ở đây mình có cái hộp thì mình sẽ đập hộp thì mình sẽ đập hộp cái máy này và xem nhanh qua về cái thiết kế cái kiểu dáng của nó và các cái chức năng của nó đây cái hộp nó sẽ như vậy nghiêng qua các bạn sẽ thấy cái mặt phía bên này ha đó ok thì mở hộp ra bên trong hộp là sẽ có một cái chiếc máy xông tinh dầu đây các bạn và một cái hướng dẫn sử dụng và một cái cấp nguồn nữa nhưng mà cấp nguồn mình để quên ở ngoài xe rồi mình không có mang vào cho nên mình review mình thiếu cái cấp nguồn nha các bạn rồi mình để cái hộp qua bên thì đây là chiếc máy ha ok Rồi đây là chiếc máy xông tinh dầu, khuếch tán tinh dầu trực tiếp từ cái lọ tinh dầu luôn mà mình không cần phải chiết ra không cần phải pha loãng hay dùng thêm nước gì hết cái máy này á thì các bạn thấy là nó khá là nhỏ gọn á mặt trên của nó thì màu đen ở bên tay thân của nó là màu bạc ha màu bạc kim loại thì máy này nó có mấy màu là hình như là có màu đen lại với một cái màu gì nữa đó mình không nhớ chính xác lắm ha máy này khá là nhỏ gọn thiết kế cũng đẹp và sang trọng nữa chỉ có điều là nhãn hiệu nó thì của tiếng Trung Quốc thôi mình không có đọc ra được thì đây ở bên cạnh nó thì nó là hình trụ tròn ha cũng khá là gọn nhẹ và nó có một cái sạc sạc này là USB-C hay còn gọi là sạc Type-C đó các bạn đây À, cái cái thao tác khá dễ dàng ha mình sử dụng cái máy này thì mình thấy thao tác nó khá dễ dàng tại vì nó mà hình cảm ứng ở bên trên à, chúc mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thời gian dùng pin nó theo thông tin là mô tả là tối đa là khoảng 10 tiếng tùy thuộc vào cái chế độ hoạt động tại máy này có 3 chế độ hoạt động là thời gian chờ khoảng 80 tiếng đó là theo thông tin mà ghi đọc qua hướng dẫn sử dụng thì mình thấy cái cái máy này làm bằng chất liệu là kim loại không phải nhựa các bạn khoan chứa tinh dầu đó, là nó sử dụng những cái chai tinh dầu mà lọ khoảng 10 ml ở đây nó tặng kèm nè tặng kèm là để mình xem cái nào là tặng kèm cái này cái này và cái này ba cái lọ tinh dầu này là tặng kèm để cho các bạn xem cái lọ này là tinh dầu à, xả chanh Ê, mình nhầm cái lọ bên này đây cái lọ này là tinh dầu xả chanh các bạn còn cái lọ này á là tinh dầu ỏi hương còn cái lọ này á là tinh dầu bạc hà đó ba lọ có ba cái máy này có ba cấp độ phun đó là nó phun 10 giây sau đó nó sẽ nghỉ 60 giây hoặc là nó phun 30 giây sau đó nó nghỉ 60 giây và nó phun 50 giây sau đó nó nghỉ 60 giây và nó có thể hẹn giờ tắt máy sau khoảng 30 phút sau khoảng 60 phút và sau khoảng 1 giờ 30 phút còn nếu mình không hẹn giờ thì sau khoảng 4 tiếng sử dụng thì nó sẽ cũng dừng lại thôi rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy này ha. À, đầu tiên á là cái để sử dụng cái máy này á, dài. Các bạn sẽ dở nó lên ở đây do mình trong đây mình có lọ tinh dầu cho nên mình không có lật ngược cái máy là được ha. Ở dưới đây á, nó cũng phẳng thôi và nó có lõm một cái lỗ ở đây và các bạn đưa tay vào, các bạn sẽ đẩy nó lên. ấn nhẹ cái nút ở dưới đáy nè, ở dưới đây nó có một cái 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 nút lõm vào các bạn đẩy nó rất là nhẹ nhàng dễ dàng thôi đẩy nó lên đây là nó sẽ đẩy cái dòi mà chứa cái lọ tinh dầu ra nó có lưu ý là mình không được dốc ngược cái máy lên có thể làm chảy tinh dầu gây hư hỏng máy ha thì đây mình đang có lọ tinh dầu trong này rồi cho nên mình không có lật ngược cái máy lại cho các bạn xem được ha rồi mình lấy ra thì đây các bạn xem nè không biết các bạn nhìn thấy rõ không ha mình đang có một cái lọ tinh dầu gần đầy luôn cho nên mình cũng không có nghiêng quá nhiều được và ở đây nó có sẽ có cái vòi cái vòi phun ở đây nữa các bạn đó hơi tối xíu và ở đây mình có thể vặn nó ra để mình xem vặn theo chiều nào đây khi vặn ra thì đây là cái lọ tinh dầu của mình ha lọ tinh dầu của mình và mình gắn cái này vào à, mình thay thế lọ tinh dầu rất là dễ các bạn chỉ cần dặn nắp mấy cái lọ tinh dầu này ra và mình gắn vào mình vặn lại vặn lại vừa chặt là mình dừng lại được rồi ha đó là ok mặc dù là cảm giác là gắn rất là chặt dài nhưng mà khi mà dốc ngược thì nó vẫn rỉ ra được ha cho nên mình không có dốc ngược cái máy này nó sẽ làm rò rỉ cái tinh dầu ra có thể làm hỏng cái máy sau khi mà mình lắp cái tinh dầu lọ tinh dầu vào trong cái vòi này á thì mình sẽ nhấn từ từ xuống mình đặt vào đây và nhấn từ từ cho tới tới khi là cái mặt vòi này nè nó nó bằng lại với cái mặt kính. Thì ở đây nó có cái cái mũi tên nhỏ nhỏ nè, màu trắng nè các bạn. Đó thì ở đây cũng có mũi tên nhỏ nhỏ màu trắng nè thì mình đặt vào. Mình để cho nó cái cái chiều này nó khớp ở đây ha và mình đẩy vào nhẹ xuống. Đó, cho nó bằng với cái mặt kính ở đây là ok. Rồi, tiếp theo là để sử dụng thì sử dụng nó như vậy. Thì mình sẽ bấm nút nguồn và giữ nó trong vài giây. Ở đây trên đây nó có cái nút nguồn nè rồi một cái nút là hẹn giờ bên này và một cái nút chế độ ở bên này ha đây bây giờ mình bấm nút nguồn bấm một lần nó không lên đâu ha bấm và giữ một chút đó thì nó bắt đầu hoạt động khi nó hoạt động lên rồi á thì mình có thể hẹn giờ cho nó nếu mình không hẹn giờ thì mặc định nó sẽ phun và sau 4 tiếng nó sẽ dừng lại nó sẽ phun và nó ở chế độ lâu đây mình có thể nhấn nút nguồn để mình chọn giữa ba chế độ là low, medium và high. Low á, L này á là nó sẽ phun à, Đâu rồi là để mình nhớ coi, nó phun à, 10 giây, sau đó nó ngừng phun 60 giây. Đó, còn cái M này nó sẽ phun là à, 30 giây và nó ngừng 60 giây, còn cái H này nó sẽ phun 50 giây và ngừng 60 giây, sau đó nó tiếp tục nó phun tiếp nữa ha. Thì mình luôn luôn mình để chế độ L nếu các bạn phòng rộng á thì các bạn có thể dùng M ha, tại là đối với mình là vừa rồi, nó không có đậm đặc quá. Và mình sẽ hẹn giờ là ví dụ mình hẹn giờ phun là mình nhấn bên này hẹn giờ khoảng 30 phút. Như vậy với cái thiết lập này á thì nó sẽ hoạt động là nó phun 10 giây, sau đó nó sẽ ngừng 60 giây. Rồi sau đó sau 60 giây nó sẽ phun 10 giây nữa rồi nó lại ngừng 60 giây nữa ha. Và nó lặp lại như vậy cho đến 30 phút sau là nó dừng lại luôn. Ok có một cái điểm là cái máy này nó không có nhớ được cái thiết lập trước đó các bạn mỗi lần mà mình tắt mình khởi động lại đó, là nó lại bắt buộc phải thiết lập cái thời gian lại như đầu vậy đó ha thì cũng hơi bất tiện xíu nhưng mà ok mình cũng chấp nhận thôi để sạc pin cho máy thì như mình nói nãy đó mình sẽ dùng cục sạc là cái dây sạc kèm theo sạc điện thoại đó. mình cắm vô đây cổng Type-C, nó có dây kèm theo các bạn thấy mỗi lần nó hoạt động đó, thì nó có tiếng kêu rè rè và nó hơi rung rung cái máy ha và bạn thấy là mặc dù cái vòi phun chỗ này nè nhưng mà bạn không thể nào nhìn thấy cái hạt xương nó phun ra được ha hoàn toàn không có tại cái hạt nó rất là nhỏ rất là mịn và không nhìn thấy bằng mắt thường nó không giống như những cái máy phun uh, quét tán tinh dầu phun tinh dầu ở trong siêu thị trong mấy cái quầy mà bán tinh dầu ở trong siêu thị trong các siêu thị trung tâm thương mại nó hay có cái quầy bán tinh dầu thì bạn thấy nó phun thành giống như xương vậy đó thành những cái vò xương vậy đó ha thì cái đó là do người ta pha tinh dầu những cái máy nó được thiết kế đặc biệt pha tinh dầu lại với nước cho nên nó mới phun thành vệt vậy mà theo mình nghĩ phun thành vệt như vậy không ổn lắm ví dụ nhà mình những mấy cái nội thất rồi mấy này kia này kia nó phun kiểu vậy thì cái 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 nước đó, đó nó sẽ ảnh hưởng tới phần nội thất và mấy cái khác nữa cho nên nó phun nhuyễn như vậy thì ổn hơn đó, cái này nó hòa quyện vào trong không khí hết luôn và hôm trước mình cũng tham khảo là mình ghé cái quầy mà bán tinh dầu đó ở trong uh, trung tâm thương mại á, thì có rất là nhiều loại tinh dầu để lựa chọn rất là ok nhưng mà nó lại là cái máy trong đó nó không có đa dạng các bạn nó không có hỗ trợ là dừng lại như thế này ha. Với nó phun thành vệt sương thì mình không thích cái đó. Rồi mình có một số cái lưu ý khi dùng cái máy này. Đây là cái máy phun tinh dầu trực tiếp nên nó sẽ phun thành nên nó sẽ phun thành hạt với kích thước rất là nhỏ mà mắt thường mình sẽ không nhìn thấy được như mình nói lúc nãy ha. Uhm, nó khác với một số cái máy khói tán tinh dầu trong siêu thị mình có thể thấy nó phun thành từng cái xương nhỏ luôn ha vì do là pha tinh dầu với nước vì cái máy này phun trực tiếp nên tinh dầu nó là nguyên chất do vậy thì các bạn nên chọn những cái độ L hoặc M thôi tức là nó phun khoảng 10 giây sau đó nó ngừng lại 60 giây và mới phun nữa ha để đảm bảo là tinh dầu nó không quá đậm đặc vừa thơm thoang thoảng thôi vừa tiết kiệm tinh dầu luôn Ok, bây giờ mình sẽ tổng kết thì đây là một cái chiếc máy khuếch tán tinh dầu mà đáp ứng cái chức năng của mình khá là tốt để sử dụng cho cả gia đình à, sử dụng trên xe ô tô với giá cả hợp lý trên ở gia đình thì mình sử dụng cho phòng khách được nè sử dụng cho phòng làm việc nè sử dụng cho phòng ngủ nè sử dụng trong nhà vệ sinh toilet đều ok hết ha nói chung là trong cái không gian nó nó, nó kín hoặc là nó nó không có quá cái cửa không quá rộng ha để tinh dầu nó không có bị khuếch tán ra bên ngoài nhiều rồi ngoài ra mình sử dụng ở trong xe ô tô cũng rất là hợp lý luôn ha mình để ở phía trước đó, nó có hai cái hộp để nước đó thì các bạn đặt vào rất là vừa vặn luôn nha nó này nó giống như cái cốc nước vậy đó và các bạn đặt vào đó rất là vừa vặn ha sử dụng rất là hợp lý luôn có một cái điểm nữa mình nói các bạn á thì uh, uh, khi mà mình sử dụng uh, thường xuyên á thì các bạn phải lưu ý xem là mình có bị dị ứng với cái mùi này không ha tại sử dụng nhiều cũng không tốt khuyên các bạn cũng nên mở cửa ra cho gió nó lùa vào ha. không khí tinh khiết vẫn là tốt nhất ha. không nên lạm dụng các cái máy mà phun tinh dầu hoặc các loại tinh dầu ha. hương thơm mặc dù nó cũng giúp xả stress giúp tạo cái cái sự phấn khởi cho mình ha và hương thơm thoang thoảng cũng tốt nhưng mà đừng có sử dụng nhiều quá ở trong phòng cũng vậy mà ở trong xe ô tô cũng vậy ha mình đừng có nghĩ là xe ô tô là có rất là nhiều mùi thì mình sẽ dùng tinh dầu hoặc là các cái dạng sáp thơm để mình khử mùi hết được ha thì cũng một phần thôi ngoài ra mình cũng nên mở các cửa xe để cho khí nó thông thoáng và đặc biệt nếu mà có điều kiện thì các bạn cũng nên mua một cái máy gọi là lọc không khí các bạn lọc không khí và khử mùi này kia ha thì mình đã ở trong đó vì lọc hết không khí mà mà các cái chất bẩn, bẩn hoặc là các cái ô nhiễm ở trong cái không khí trong xe ô tô á, trừ lại không khí tinh khiết vẫn là tốt hơn là sử dụng một cái máy tinh dầu hoặc là các cái loại sáp thơm ở trong xe ô tô nhé các bạn. Đó là trải nghiệm cái kinh nghiệm của mình, mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Rồi nếu các bạn mà có nhu cầu á, sử dụng cái máy tinh dầu giống như vậy nè, thì các bạn có thể tham khảo à, hoặc là nếu các bạn dùng cái máy tinh dầu, cái máy khối tán tinh dầu nào khác mà bạn đánh giá nó tốt á, các bạn hãy comment, hãy bình luận để mọi người được biết. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay xin hãy cho một like và xin hãy đăng ký kênh. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.